giới thiệu giveaway hồi trước kiểu. Clip này không phải quảng cáo, clip thì có quà tặng xin đừng bỏ qua nha. Thì nhà Suka đang có chương trình giveaway sẽ có gồm 6 phần quà cho 6 bạn bất kỳ luôn. Thể lệ tham gia vô cùng đơn giản, mọi người cứ comment giúp Suka là từ số 1 cho đến số 999. Đi kèm với đó đừng quên tag thêm một người bạn của mình vô và nhớ là hãy chia sẻ cái bài post này nha. Thì bây giờ nhà Suka sẽ công bố với mọi người 6 phần quà đó là gì nha. Thì phần quà đầu tiên sẽ gồm có 2 son của MAC cho 2 bạn may mắn bất kỳ luôn. 2 tông màu này cực kỳ hot, đó chính là tông màu Ruby Blue và tông màu thứ hai đó chính là tông màu Who It Over. Đây 2 tông màu vô cùng hot hit luôn. Bạn nào sẽ là người may mắn trúng 2 tông màu hot hit này đây. Và phần quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm mini đến từ nhà MAC luôn. Thì trong bộ sản phẩm này á thì sẽ có một em xịt quá nền nè, đi kèm với đó chính là một em son tông màu nốt kết này. Thì bạn nào sẽ là người may mắn trúng thưởng đây ta. Đợt này nhà Suka chơi lố luôn, không có chương trình sale 5 tháng 5 hay là 15 tháng 5 nào qua được nhà Suka hết trơn á. Thì nhà Suka sẽ tặng cho người hai bạn MAC luôn ha. Bạn MAC đầu tiên này đó chính là từ nhà Colorbox, những cái tông màu nè, màu nâu đất nè, màu cam đất cực kỳ tây luôn. Bạn MAC của Huda Đà Beauty này nè, cái tông màu vô cùng bánh bèo luôn, vừa có màu nhũ và vừa có cho mình màu lì luôn. Trời ơi, hai món quà này bạn nào là người trúng thưởng đây ta, hồi hộp quá này. Giới thiệu giveaway bây giờ kiểu. Rồi chia sẻ với nhà Suka nè, giveaway quà tặng bản mắt khu đại biểu tiệc Colorbox tuyệt vời. Chia sẻ đi mọi người ơi, hai cái son mắt hai màu cực kỳ hot hết luôn nha. Chia sẻ giúp em nha, cảm ơn chị gái nha, cảm ơn trai nha. Comment giúp em mọi người nha, từ số 1 đến số 999, đừng quên tag bạn bè nha. Rồi tuyệt vời.